Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mãnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, xuất tinh sớm khi quan hệ tình dục lần đầu là tình trạng khá phổ biến ở nam giới Tuy nhiên nhiều người vẫn băn khoăn, không biết rằng quan hệ lần đầu xuất tinh sớm có sao không Thì video dưới đây sẽ giúp cho các quý vị và các bạn giải đáp thắc mắc này Đầu tiên thì chúng ta đã tìm hiểu tại sao nam giới dễ xuất tinh sớm khi quan hệ lần đầu nam giới có thể xuất tinh ngay khi có cái thi tình dục đến dương vật hoặc vừa đưa vào âm đạo đã xuất tinh. Đây chính là biểu hiện đặc trưng của tình trạng xuất tinh sớm. Tình trạng này nếu xảy ra thường xuyên có thể cảnh báo hiện tượng yếu sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên, đối với nam giới bị xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ tình dục thì có thể là hiện tượng sinh lý bình thường không phải là bệnh. Tình trạng này xảy ra do hệ thần kinh giao cảm bị kích thích mạnh mẽ gây ra xuất tinh sớm ở đàn ông. Ngoài ra, một số nguyên nhân dưới đây có thể khiến cho nam giới bị xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ tình dục. Đầu tiên chính là yếu tố tâm lý. Lần đầu quan hệ tình dục có thể khiến cho nam giới lo lắng, quá háo hức hoặc là nôn nóng dẫn tới những kích thích mạnh mẽ, khiến cho nam giới không kiểm soát được tình trạng xuất tinh. Thứ hai, cho nam giới thủ dâm thường xuyên. Nam giới khi chưa quan hệ tình dục thường thủ dâm để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nếu thủ dâm quá nhiều cũng có thể gây ra tình trạng xuất tinh sớm trong lần đầu quan hệ. Thứ ba, yếu tố bẩm sinh hoặc là bệnh lý. Một số bệnh lý nam khoa có thể khiến cho nam giới bị xuất tinh sớm trong lần đầu giao hợp. Ngoài ra, một số dị tật bẩm sinh hóa nam giới trải qua quá trình phẫu thuật cắt bao quy đầu cũng làm tăng nguy cơ xuất tinh sớm. Vậy quan hệ lần đầu xuất tinh sớm có sao không? Quan hệ lần đầu xuất tinh sớm có sao không là thắc mắc không của riêng ai, nhiều nam giới rất là bối rối và lo lắng khi gặp phải tình trạng này. Các chuyên gia nam học cho biết rằng, tình trạng xuất tinh sớm ngay lần đầu tiên quan hệ tình dục là tình trạng bình thường và không đáng lo ngại. Đây là tình trạng sinh lý rất là bình thường của cơ thể. Nam giới khi quan hệ tình dục lần đầu chưa có kinh nghiệm và kiến thức về cách quan hệ tình dục sẽ dẫn tới tình trạng xuất tinh sớm. Tình trạng này hoàn toàn có thể được cải thiện trong những lần quan hệ tình dục tiếp theo. Ở lần đầu tiên quan hệ thì tâm lý nam giới bị căng thẳng, không kiểm soát được độ cương cứng và thời gian cương cứng của dương vật. Ngoài ra, nhiều người chưa biết được cách điều chỉnh để kéo dài thời gian quan hệ, dẫn tới tình trạng xuất tinh sớm. Nam giới không nên quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin khiến cho các cuộc yêu tiếp theo không đạt được kỳ vọng. Vậy biện pháp ngăn ngừa xuất tinh sớm khi quan hệ lần đầu là gì? Biết về tình trạng xuất tinh sớm khi quan hệ tình dục lần đầu sẽ giúp cho nam giới tự tin và chủ động hơn trong việc trang bị cho mình những thông tin và biện pháp ngăn ngừa tình trạng này. Từ đó giúp lần đầu tiên thêm phần thiêng liêng và ý nghĩa. Một số biện pháp dưới đây có thể giúp cho nam giới ngăn ngừa xuất tinh sớm khi quan hệ tình dục lần đầu. Đầu tiên chính là chuẩn bị một tâm lý tốt. Hành trang để cho cuộc yêu đầu tiên của bạn trọn vẹn chính là chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt. Nam giới cần phải bình tĩnh, không được quá nôn nóng và luôn kiểm soát bản thân để nắm rõ được thế chủ động trong khi quan hệ tình dục lần đầu. Thứ hai chăm chút cho màn dạo đầu. Màn dạo đầu đối với nam giới lần đầu tiên quan hệ thực sự là rất quan trọng. Đây là khoảng thời gian giúp cho cả hai hiểu nhau và kích thích ham muốn tình dục. Màn dạo đầu gây hưng phấn cho thế. Màn dạo đầu gây hưng phấn có thể giúp cho bạn quan hệ dễ dàng hơn và dễ đạt được khoái cảm. Tiếp theo chính là có lối sống lành mạnh. Không phải chỉ có các quý ông đã có gia đình mới cần có lối sống sinh hoạt và dinh dưỡng lành mạnh. Các bạn nam cần phải bổ sung đầy đủ dưỡng chất để tăng cường thể lực này, vận động thường xuyên chuyện giúp cho sức khỏe sinh lý ngày càng hoàn thiện hơn. Ngoài ra nam giới sử dụng chất kích thích, uống rượu bia thuốc để phòng ngừa tác động xấu tới sức khỏe, thủ dâm với tần suất vừa phải và đúng cách để tránh nguy cơ xuất tinh sớm. Tiếp theo sẽ là dùng thuốc chống xuất tinh sớm. Nếu như nam giới quá lo lắng về tình trạng này trong lần đầu tiên quan hệ hoặc có những bệnh lý nam khoa dễ dẫn tới tình trạng xuất tinh sớm có thể tham khảo ý kiến của bác sĩ để dùng thuốc chống xuất tinh sớm hiệu quả. Trên đây là những thông tin giải đáp băn khoăn quan hệ lần đầu tiên xuất tinh sớm của sao không của nhiều bạn nam. Đây là vấn đề sinh lý rất là bình thường và có thể được cải thiện trong những lần quan hệ tiếp theo. Nam giới không nên quá lo lắng sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và cuộc sống tình dục sau này. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài những thông tin trên thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn về sản phẩm an toàn nhưng mãnh lực dương. Đây là sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 850 000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mãnh lực dương là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do thận hư. Cách sử dụng như sau: uống 2 lần, mỗi lần một viên buổi trưa buổi tối sau khi ăn 30 phút để đạt được hiệu quả tốt nhất. Các bạn có thể mua sản phẩm mãnh lực xương qua hotline hoặc Zalo số 0899918585 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Mãnh Lực Xương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn.